Con không? Đã gì vậy? Cho chú ăn với coi. Rồi có cơm rồi con ơi. Rồi đút nhau vậy đó hả? Đút em ăn với Quy. Trời ơi. Nè con gái ngồi con qua đây ngồi nè con. Con qua mấy bên ngồi. Đúng rồi quay qua bên đây. Dinh Quy ăn con. Bé này nè con. Bé áo đen này con quanh ngồi bảnh kìa. Đút ăn con. Đút cho bé hộp bên trên ăn nữa kìa. Nè, đây con xích cùng ngồi bên đó đó. Con đút cho em ăn vậy đó hả? Ngồi đây. Chia ra. Không có. Con ngồi kia. Ngồi đây. Quay nè Trinh, qua ngồi với chị với anh Bia anh Hậu nè. À, qua ngồi với anh Hậu kìa. Đó. Ừ ơi. Quay ăn với Quay. Ừ ăn thôi kìa. Con mua chích bên kia. Con qua bên kia kìa. Qua bên cậu chị ở đây nè. Qua đây nè, cháu đi chú Quay, qua đây con. Đó. Ăn đi. Cơm với gì á? Cơm chiên. Chiên hả? Có khi nào mà cô cảm thấy nó quá khổ rồi cô buông xuôi không cô? Nhiều khi mà cô cũng suy nghĩ vậy đó, mà suy nghĩ lại, mình suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại. Mình thấy cháu nó bỏ buông xuôi thì cháu mình nó cỡ nào nữa. Cô chẳng thà gán, vợ chồng già gán, ôm nó nhịn cháu sống với nó. Gia đình này là cũng như là có hai đứa con gái, mà hai đứa con gái có chồng cũng vẫn ở chung với cha mẹ. Rồi bây giờ là cái đứa con gái lớn thì nó được 6 đứa con, mà thằng chồng nó bỏ đi mất tiêu rồi, thì con mẹ nó cũng đi ở đợ. Rồi cái con nhỏ thứ hai là nhỏ đó, thì nó cũng có chồng mà nó có 3 đứa con, rồi chồng nó cũng bỏ nó, rồi nó cũng bỏ con nó luôn. Bây giờ là bà ngoại phải nuôi 9 đứa như vậy đó. 9 đứa nhưng mà bà con nhỏ lớn bà ngoại bà nội bắt hết đứa nuôi rồi. Còn 8 đứa. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ ở xóm á. Đây cái dẫn với trời này tôi cũng cho lá cho cây đồ, người thì cho mượn chổng. Trời mưa trời gió thì chú biết không, thì cũng phải gửi đứa này ngủ đằng kia 2 đứa, gửi tôi 2 đứa. Gửi mỗi người mà vài đứa ngủ cho trời nắng thì mới tập trung được. Nhưng mà hai chị em nó làm mới ở đâu mà ở chung rồi trọ? Hai chị em nói với bà ngoại nó là xứ sở ở đây. Rồi đi ra Vũng Tàu mà làm cá ngoài đó đó. Rồi sau khi á là ông ngoại nó bị tai biến đó. Rồi bắt đầu là từ đó ra đời rồi không có mặn được, mấy thằng rể bỏ hết. Rồi mới ôm trở về đây. Trở về đây rồi khổ quá, rồi bắt đầu chị em mới đóng góp lá cây đồ đó, cắt chòi đặng cho ở đó chú. Chứ không thôi là hồi sớm rồi cho gạo, cho nước tương, đồ ăn thêm. Quê cũ ở đây ha, chị này ở đây ha. Đúng rồi, cái chú này là quê gốc ở đây. Mà chú cũng đi lâu lắm, đi cái chục năm mà đi khổ quá, không ruộng đất mới đi ra ngoài Vũng Tàu làm cá ngoài đó đó. Rồi bây giờ rồi bị tai biến rồi mới về đây đó, rồi đâu về cũng bằng da trắng, không có nhà cửa gì đâu ở. Chị em mới đóng góp lá cây rồi cắt rồi cho ở đó. Cũng như là hai chị em ruột. Hai chị em ruột. Đẻ 3 đứa, người đẻ 6 đứa. Đứa 6 đứa. Mà cái 6 đứa á thì mẹ nó còn. Mẹ đi làm tháng cho người ta rồi đi ở là tháng. Làm mướn người ta hả? Còn cái con nhỏ nhỏ á thì chồng bỏ rồi nó cũng bỏ luôn cho bà ngoại nó nuôi luôn. Bỏ con luôn. Thì thành thử bà ngoại thì giờ đóng gì đó. Rồi ông ngoại thì tai biến nằm chỗ gì đó. Để gì đâu như gà trời. Không biết làm sao nữa. Để gì mà để giữ thằng ông vậy. Thì bây giờ nhờ mấy chú xuống đây cũng thương tình với đẻ năm một không hả? Trời nó nói giờ 6 tháng lê lê qua đi thử con que cái nó có bầu đứa nữa rồi. Trời ơi tôi nói bóp mũi mày dục cái xong hết cho tao, vừa khi tôi thấy tội á, còn khi tôi bực cái tôi la làng tôi nói bậy nó bậy. Thì thôi bây giờ chị dẫn em vô trống đi. Ai gì thôi mời mấy chú vô vô nha. Dạ. Cô này cô hàng xóm nhờ đến giúp đỡ rồi nghe. Sớm thôi chứ không có dòng họ gì hết trơn á. Ôi ôi kìa. Thì hả? Đâu cô mà lại cô giới thiệu từng đứa rồi cô. Dạ, từng đứa tên coi từng đứa coi. Dạ vậy thôi tôi xin chào mấy chú. Dạ cảm ơn chị nha. Rồi chị giới thiệu từng đứa từ ngoài và vô. Đây là Ngọc Hân. Ngọc Hân đâu? Đâu Ngọc Hân đâu? Đó. Đây Hân là à, Ngọc Hân. Rồi mấy đây. Tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi. Đây Trinh. 7 tuổi. Rồi đây. Đây là Vũ. Vũ mấy tuổi? 4 tuổi. Bé. Đây. Đây là Hậu. Nhiêu tuổi? 7 tuổi. Còn đây. Đây là Ngọc Quy. 11 tuổi. Đây. Bé Trân. 2 tuổi. Còn đây. Bé Hân. 3 tuổi. Còn ở đây. Này là bé Tình. Còn đứa này nữa. Đứa này. Đây là bé Tình 7 tháng. Còn đây là bà ngoại. Dạ. Bà ngoại năm nay mới có 53. Thôi bây giờ con hỏi bà ngoại hoàn cảnh mình sao bà ngoại? Hoàn cảnh cô khổ lắm con ơi.
Tại vì lúc trước cô đi làm ở Vũng Tàu á, thì thời gian cũng có tiền này kia, tới chú mang bệnh thì năm nay là 4 năm rồi. Nói chưa chú không có làm được gì hết, chỉ một mình cô vất vả bươn vào thôi. Còn như mấy đứa cháu này là con lớn là được 6 đứa mà nó cũng mừng. Nó đi làm tháng cho người ta. Ba đứa này là không có giúp được ngàn nào. Không, bây giờ ba có mấy đứa này mấy... có không? Có ba nhưng mà thôi rồi. Thôi rồi ha. Còn nhỏ gái nhỏ nó được 3 đứa. Cũng như là cô là bà ngoại. Bà ngoại. Nó nhỏ nhỏ còn nhỏ ơi nhỏ Út thì được 3 đứa mà nó thôi lâu lắm mà nó. Ít có về đó. Cô có tổng cộng là bao nhiêu người con? Cô có 2 đứa. 2 đứa con gái. Dạ. Mà 2 đứa con gái giờ có chồng rồi. Có chồng. Thôi chồng. 9 đứa con. 9 đứa mà nào ngay bà xui bà bắt hết 1 đứa. 1 đứa là bên nội nó nuôi. Một người đẻ 3 đứa, người đẻ 6 đứa là 9 đứa. Ngoại lãnh nuôi hết. Ngoại lãnh nuôi hết. Còn mấy đứa con của cô lớn tuổi chưa? Mấy đứa lớn này nó mới có 29 nè. Rồi đứa nhỏ. Nhỏ nhỏ 23. 29 tuổi mà 6 đứa con. À. Còn 23 đứa thì 3 đứa. Con. Ừ. Mà giờ nó như là nó thôi chồng hết rồi. Nhỏ nhỏ thì nó ít có về lắm. Tại vì như nó vô mằng chỗ đó cứ thất nghiệp hoài không có việc làm á. Ngồi vậy con. Như nó mằng này đợt rồi đó là bị dịch nó không có mằng vô đồng tiền nào hết. Nó không có gửi về được ngàn nào cho cô. Chồng cô đây hả? Ông xã bị bệnh hay gì vậy? Tai biến hả? Tai biến ha. Rồi mình bữa nay ăn cơm gì mấy đứa nhỏ ăn cơm gì? Nhờ mới ở xóm ta cho cá dưới này kia nấu canh này kia đỡ cho cháu nó ăn. Bữa nay ăn cá hả? Ăn cá mấy cá rô đồ nó. Mẹ đi đâu? Mẹ đi làm mà. Đi làm gì? Còn không biết. Mẹ không? Kêu mẹ về coi. Kêu mẹ về. Mẹ về đâu biết con. Ba đâu? Ba không, con đâu? Không có ba hả con? Cha nó đi biển thôi nãy ngoài chồng đó là biển rồi hả? Nhóc ở trên rồi nè. Nhớ mẹ không? Con không nhớ không? Rồi cô biết cô đứa nào không? Là con của người nào không? À nè cô chỉ cho. Cô chỉ rồi, ba đứa. Con này với cái thằng mẫu xanh với áo đen là ba chị em ruột. Con này. Ờ này với này với này đó là chị em ruột. Cái gì ba chị em ruột? Cái này sao mà đẻ cho bằng nhau không vậy? Đẻ năm một hay sinh một cái gì đó. Em 3 tuổi là ba đứa con. Em 3 tuổi là ba đứa con rồi. Rồi con người thứ mấy? Con của người thứ hai. Nhớ mẹ không? Nhớ hả? Rồi con bé này. Cũng đó chị em ruột nó đó. Nhớ mẹ không? Con tên gì? Con mà cỡ không trời. Nhớ mẹ không? Con là một cỡ không cô chú anh chị ơi. Con nghe nhau. Cái bé mà lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Nhỏ con cô hả? Đây nè, cháu nè. 11 tuổi nè. Là 11 tuổi đi ha, là bé lớn nhất đi ha. Còn bé nhỏ nhất là bé này nhiêu tháng rồi? Đây nè, 8 tháng. 8 tháng rồi ha. 8 tháng. Mấy đứa này đâu có đi học hả cô? Dạ đâu có tiền bạc gì để cho cháu đi học đâu. Gạo thóc còn không đủ ăn đâu để mà có tiền đi học. Bé này cũng cỡ nè. Đây nè, đây. Con nhỏ này với thằng này là anh em ruột nè. Nhà Mão Tím nè. Là anh em ruột. Còn đây là bà chị em nó nè. Đó là anh em ruột. Còn đó này tối ngủ làm sao cô? Nào ngay đi trời nắng này đỡ mà trời mưa rồi gửi cho nhà chị đó. Rồi nhà cho mấy đâu. Người ở sớm nè rồi còn nhiêu thì ngủ ở nhà. Đâu bây giờ mấy con nằm ngủ sao đâu? Đâu mấy con nằm ngủ thôi. Mấy con nằm xuống đi. Mấy con nằm xuống ngủ coi sao đâu. Nằm xuống. Đâu, chỗ ngủ đâu, nằm đây. Nằm xếp hàng coi. Nằm ra ngoài đi con. Lên giường coi. Rồi nằm xuống đi. Trời ơi lớn nhau mà. Nhà trẻ gì động như ta. Lấy nón nè. Ừ. Nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt lại. Gửi hết à. Chứ bằng đêm đâu có ngủ chật quá. Bà ngoại ngồi đó đi bà ngoại. Dạ dạ. Nó không chịu nó quậy. Ờ quá trời đông rồi. Quá xá rồi. Giống như nhà trẻ luôn ha. Đây còn đứa luôn rồi. Đâu rồi đứa nào chịu theo chú đâu. Ừ. Không đứa nào chứ hả? Đứa nào đi không? Bỏ xe đi luôn. Đùm bật nhau đâu chị. Đâu đứa nào đi chú nè. Nằm xích lên con, nằm xích lên chị kìa. Cái này đi không? Nằm lên chị, xích lên. Không phải à? Nằm xích lên chị chứ. Ờ đó đó. Con ăn cơm chưa? Thôi lớn lên coi. Ăn cơm chưa con? Thôi lớn lên, thôi lớn. Bữa nay ăn cái gì? Ăn cơm với gì? Thịt ha. Thịt luôn mà chịu á. Ăn cơm. Còn mấy chén? Cá với ăn nước tương. Rồi tối đứa nào ngủ ở đây? Có đứa nào ngủ ở đây ngủ à, nhiều khi nãy thì nó ngủ ba đứa không chừng, bốn đứa không chừng, nhiều khi gửi ra nhà bà chị. Ngồi vậy đi cái con. Mưa ngồi thì đi. Nó dột cô chú ơi. Nhà bà chị này nè, nhà gửi bả rồi bển chú bảy nó rồi chú tám nó gửi tùm lum à. Rồi nhà bà Cóc nó đặng cũng mà. Gửi nha.
cơm chiên. Chị chết đó. Cũng có tiền ăn đâu. Bữa hôm nó nóng ha, hết trơn luôn. Ừ. Tôi đâu có tiền nhờ mấy chị đây tao mua. Nóng là nó lây hết trơn nè. Dạ, thì đúng rồi. Lọt luôn. Rồi đứa này đứa kia lôi nhoi từ lương hết rồi. Chú là nhiêu tuổi rồi, cô nhiêu tuổi? Cô ở 53, ổng 54. 53, 54 ha. Dạ. Hai chồng chú 54, vợ 53. Nghĩ con ngoại nè, ngoại là có. Bây giờ mình về đây mình đâu có công ăn việc làm gì ha. Dạ không. Nè ngoại nè, cô cho tiền mua bánh này ha. Sáng á, sáng thì cô nào ngay cô 4 giờ cô đi ra ngoài chợ này nè. Ta mướn mình dẹp dọn đó tới 6 giờ, 6 giờ rưỡi, 7 giờ là về kiếp lại đã cho ăn. Đủ nuôi mấy đứa không cô? Chợ một ngày bằng có mấy chục ngàn á. Cũng như mình làm lát đang kiếm tiền mua lại kia cháu ăn. Rồi có khi nào mà đông quá. Con à, ngoại nè con. Mình lộn tên không cô? Lộn tên hả không? Mình nhớ. Cô kêu một lọt tên thế coi. Câu kim này nha. Quy, Hậu, Hân, Nhé, Vũ, Trinh, Hân, hai đứa Hân. Hai đứa Hân. À, hai đứa Hân. Rồi Tình. Nó đâu có lộn đứa nào đâu. Nhớ cũng hay vậy ta. Vậy chứ cháu nuôi hồi nhỏ tới lớn mà. Nuôi hồi lúc mấy tuổi bây giờ cô? À cũng như mấy đứa này là mà cha nó mới bỏ 7 tháng rồi sao? Mới thằng này là cha nó mới bỏ đây. Không, mấy đứa này nè. Mấy đứa này thì nó ở đây cô lâu rồi. Lâu rồi hả? Cha nó ở đâu cô? Cha nó ở đâu dưới Cà Mau á, còn thằng lớn thì ở bên bà nội nó bên Vũng bên 7000 nè. Dạ, mà cha nó mận ở Vũng Tàu. Cái gì vậy con, vậy khóc cho trong nghẽo đi con. Hai mà thằng rể của cô là bỏ hết trơn rồi. Trời ơi. Hai rể bỏ hết rồi. Mà nào ngay nó bỏ mà nó cũng không có cho tiền thiệt nha, nhưng mà nó điện nó cũng hỏi thăm này kia con nó. Còn mưa này nó có tràn vô mình đỡ không? Tràn lắm Ngân ơi. Càng dữ lắm. Rồi tối là gỡ bớt nha chứ đâu có ngủ được. Trời chị vậy. Chị nãy đó. Nhà chị nãy nó chuyện với chị chịu không? Lớn lắm. Dạ. Gỡ nó có chịu không? Chịu, tại vì nó ngủ nó quen rồi. Rồi tại vì bà có thằng nhỏ đó. Ừ. Thì bữa nay con cũng tại vì hâm được giới thiệu rồi hâm mấy đứa bé ha. Yeah. Thì con cũng không có tiền quỹ nhiều, chích 1 triệu của cái em ở bên Mỹ đó. Dạ. Yeah. Gia đình để mua đồ ăn cho mấy cháu nha. Dạ, yeah, cảm ơn. Con cảm ơn. À, có tiền con. Để con cầm nè, con cầm đi. Ngon ha. Cái này cũng như mình không có tiền, mấy em thì cũng mua cho gửi qua. Này gia đình quá. Nè thôi cảm ơn em bên Mỹ. Dạ. Tặng cho cô 1 triệu của chị Hoa Đinh ở bên Mỹ ha. Dạ, nói cho gửi lời. Cảm ơn nha ông chú. Dạ. Của chị Hoa Đinh bên Mỹ gửi tặng cho mua đồ ăn cho mấy đứa. Dạ. Rồi sáng giờ mấy đứa ăn uống gì chưa? Sáng ăn cơm gan. Cơm gan ha. Cơm chiên ha. Trong mấy đứa này có đứa nào còn uống sữa không? Có đứa này với nhỏ này với nhỏ này. Nói chung là mấy đứa này có sữa. Nói chung ra đứa nào cũng uống sữa nhưng mà rồi không có khả năng gì mà để cho cháu uống. Chỉ lo được cho nhỏ này à. Ừ, cầm đi. Ờ. Rồi bữa nay hâm mấy đứa bé này con cũng chào cô với con nha. Dạ đi con. Bye bye coi. Bye bye con. Bye bye. Bye đi con. Bye bye hết luôn. Nè nói nè, con chào các chú. Nói chơi Quy. Con cảm ơn bà cô chú nhiều. Cho con có đứa nào biết ca không? Dạ. Đứa nào biết ca, đứa nào ca giỏi có tiền nè. À, có đứa nào biết ca không? Cho nếu mà ca được cho 10.000. Không biết ca. Không có ca. Sợ. Con có thích đi học không? Con nhỏ lớn. Thích học không con? 2 tuổi kìa. Các con thích đi học, các con ca xin ông bà cô chú đi, để ông bà cô chú xin giúp các con đi học. Không có đứa nào đi học cho hả cô? Không. Con không? Đã gì vậy? Cho chú ăn với coi. Ngồi xuống ăn cơm rồi con. Thôi đút nhau vậy đó hả? Đút em ăn với Quy. Rồi. Nè con gái, ngồi con quanh đây ngồi nè con. Con quanh bên đây ngồi nè. Đúng rồi, quay qua bên đây. Con, bé này nè con. Bé báo đen nè con quanh ngồi bảnh kìa. Đút chị ăn con. Đút cho bé Trinh ăn nữa kìa. Nè, đây, con xích, con ngồi bên đó đó. Đút chị ăn gì đó hả? Ngồi đây. Chia ra. Ờ. Không có. Con ngồi con kia. Đây. Con ngồi đây nè. Quay nè Trinh, qua ngồi với chơi với anh Bia anh Hậu nè. À, qua ngồi với Hậu kìa. Đó. Ôi ơi. Quay đút em ăn với Quy. Ơi ăn rồi kìa. Con ngồi xích bên kia. Con qua bên kia kìa. Qua bên chỗ chị qua áo đen nè. Qua đây nè, chỗ đó chú quay, qua đây con. Đó. Ăn đi. Cơm với gì vậy? Cơm chiên. Chiên hả? Hai chiên hả? Bà ngoại chiên, bà ngoại con chiên hả? Dạ. Trời ơi, dạ chứ đâu vậy? Dạ. Này chiên với da heo hả vậy? Thôi, chút ăn coi. Ờ, ok.
Giờ heo tép mỡ à, ăn cơm vậy đó. Ăn với giờ heo tép mỡ à, bữa cơm của mấy đứa nè. Ngon không con? Ngon hả? Nào, chú nghe. Ai chim cho con ăn hả? Nói ngon đi. Không cho chú ăn với coi. Hả? Cho chú ăn chứ. Ai chiên cho con? Bà ngoại hả? Ừ, đang thương bà ngoại, thương mẹ. Con cũng không mà có ăn. Ăn là phải đút vậy đó hả? Dành nữa kìa. Dành lộn ăn nữa kìa. Đưa lấy thêm cái muỗng nữa. Đồ hay nghèo nhóc hết trơn của chú anh chị ơi. Đi lấy thêm cái muỗng nữa cho nó ăn. Bé này ăn dữ nè. Bé này ăn dữ nè. Ừ. Ngon không con? Nè. Ngon không? Nè, lấy ăn giá đỡ đi con ơi. Ngoại không có muỗng nữa rồi con ơi. Muốn sao quan. Nàng là nguyên giá luôn nè. Rồi làm nguyên giá coi. Rồi nguyên giá luôn. Vô vô, muốn vô anh Bên. Quá trời ho rồi, ho rồi. Chắc ho lượt một không quá. Ừ, ừ. Hôm qua nóng. Đó, à, bé này ăn mới dữ nè. Bé này không kén ăn nè. Thôi, không có dình lộn không ăn. Ăn dình lộn. Ai cũng có phần, ai cũng có phần. Ai muốn ăn lại lấy muỗng. Ai muốn ăn lại lấy muỗng múc ăn. Đừng dình lộn. Đây Trần ăn nè. Trần ăn cơ ngoại con. Ai cũng có phần hết trơn. Ghen quá chịu nổi. Rồi biết ăn chứ con. Nó nhỏ xíu mà tự nó đứa nó múc ăn được hết trơn rồi ha. Dạ. Con nhà giàu là giấc này phải đút ăn rồi đó. Mất đút mất nịnh nữa. Ờ. Ừ. 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 Ăn đi không có dành lộn nè. Không có dành lộn ừ. Con. Ở nó ăn là nguyên muỗng cơ kìa. Đó. 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 Rồi, vừa thôi con. Ừ. Ăn gì mới đã đó. Cũng như con người ta múc có lần chút chút không à. Ăn ngon lành. Ừ. À, nhưng bé này cả đó. Ngồi đây nè. Qua đây ngồi chứ. Qua đây ngồi đây con. Bé này ăn đã nè. Ừ. Ừ. Bé mấy bé kia không ăn hả? No rồi. Đó, bé này giữ nữa nè, thấy chưa? Con gái này cũng ăn nhiều nè. Ừ. Ngon không? Ngon không con? Ngon không? Rồi mỗi lần tắm chắc cực lắm hả cô? Tắm thì tắm là đứa lớn trước, rồi bắt đầu từ từ tắm sau, lần lần vậy đó. Tắm từ đứa từng đứa ha. À, chứ giờ mình ở đây xong suối mà, gì hả cô? Mấy đứa này có biết lỗi không cô? Bé lớn này có biết lỗi không con? Không. Chắc là trước nó ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu mới về đây hả dạ, con? Dạ, dạ. Con giờ sống ở đây vui hơn ở Vũng Tàu không con? Vui không con? Hả? Vui đừng nha. Con bị đòn ngoại quánh rồi dạ. Ngoại con có đi học lần nào chưa? Chưa hả? Biết chữ không? Không luôn hả? Nó này nóng nè. Thường ngày có giúp bà ngoại nấu cơm không? Hay là chồng em? Chồng em không ha? Thấy, thấy ừ. Con bị đòn. Bụng lấy bự bự luôn mà còn dùm lộn nữa chưa? Ăn kia kìa. Kìa múc cục mỡ heo ăn coi. Đó mỡ heo đó. Này ăn đàng hoàng nè Bin. Nè anh Hậu nè, anh Vũ nè, anh đàng hoàng nè. Múc cục hoài vậy con. Nó dễ ăn lắm, nó đói à, cô bới chén ngồi ăn hết trơn. Ừ, bé này ăn kìa. Con dành ăn. Con đổ ngoại quánh đó, bổ ngoại quánh. Không có dành nè, không có dành. Đổ ngoại quánh. Ăn dành nè. Nè. Lọ nè, lọ mình mẩy ngoại quánh nè. Đó, thấy chưa, vừa lẹ rồi kìa. Dính bệnh nghe. Đâu có mặt lọ kìa. Ô mặt lọ. Ô trời. Coi kìa. Ngó ngồi dính gì hả? Ngó dính. Ăn ngồi dính lọ nè cô chú. Ngồi xuống coi. Có biết gì đâu. Kìa nhìn kìa. Ăn dính lọ luôn nè. Ô cái mặt mày anh này hết biết luôn. Ô cần cổ cạm gì tùm lum. Ăn đi. Ăn ghế đi. Ăn nhanh đi con, ngồi xuống ăn đi. Ngồi xuống ăn đi con. Sao Hậu gì kỳ vậy Hậu? Ngoại quánh con nghe, không có chọc em. Không có chọc em nè. Không có chọc em để cho em ăn nè. Để cho em ăn đi con. Ừ, ăn đi. Rồi ba đứa ăn đi. Ừ, cơm đi rửa tay mấy đứa. Ai rửa tay luôn. Rồi con ăn cơm đi, con ngồi đàng hoàng. Vũ. Con có ăn không? Con không đói hả? Cũng mới thức dậy quạo. Đứa nào cũng đói. Con bé này là hơi ấy nè. Hơi khó tính nè. Ít nấu. Ừ. Trời ơi, miệng con dơ quá Bin. Tay con lọ kìa.
Bà ngoại mà lo cho nó cho chín đứa này chắc cũng khổ à. Tại nó kén hàng con bé. Nó kén hàng. Con bé này à. Nghĩ ăn hả con? Rửa tay à. Không, con bé này được nè, con bé này chừng nữa sẽ lớn nè, bé này ăn dữ lắm nè. Bé này ăn dữ lắm. Quá trời hay. Đưa cái miệng lên coi coi. Đưa miệng lên, ngước mặt, ngước dùm coi trời. Ừ, chín không? Còn bé này là dính cơm miệng kìa. Nói chung ăn mà lọ nồi đồ dính tùm lum hết trơn nè. Đâu con làm giá coi Bin. Vũ. Ăn giá rồi múc giá lên cho coi thôi. Cho cậu coi kìa. Ăn rồi hả lớn lên, hả to lên. A nha, vô họng. Ừ, to lên. Đó. Đó, thấy chưa mà. Ngon thiệt chứ. Nó tối rồi đâu có gì đâu ăn. Nó bốc luôn. Đây cũng đâu có trái cây hay gì. Này mà mấy đứa chắc có gì ăn chắc nó ăn dữ lắm rồi ta. Dạ. Ừ. Như ngày nào mấy cô bên dưới cái bên em chồng á nó mua đồ ăn cho nó. Bánh gì? Ăn bánh gì nói chú nghe. Có tiền kêu bà ngoại mua nha. Luôn là. Bánh gì? Bánh bún, bánh giò gà. Bánh đùi gà cái bánh quấn quấn gì đó ha. Dạ, bánh cam cái gì. Cho tiền nó cô mua cho nó là một hộp sữa 200 mấy ngàn. Dạ. Quát cho nó. Sữa chắc nó uống chừng ngày hết mẹ nó. À, chị này với chị này à với cái anh nhỏ xíu á dạ. Còn mấy chị này, anh này thì nó ăn cơm với em rất đều mình đi hồi ngoại cũng mượn bà Tám luôn. Đi. Nồi chú dắm gì luôn. Nồi chưa con? Nồi chưa? Nồi chưa ngoại dẹp? Nồi chưa ngoại dẹp con nói chưa? Rồi dắt em đi rửa miệng đi. Chinh rửa miệng. Đi, hồi về đi theo không? Chịu không? Hồi về chú nuôi luôn được không? Là bữa nay là gia đình là chỉ có ăn một chảo cơm đó thôi hả cô? Nhỏ em mua miếng mà nấm gom đó chú rồi nấu miếng canh nè cho cháu nó ăn. Nè, không quấn mình kìa nè. Hả? Lại đóng chân rồi nè. Canh với cái sạch với cái gô hả? Dạ. Nó cho. Em nó cho à. Sáng. Mẹ nó bật cá rồi rồi. Giữ mặt em đi con. Nè nó lại nó. Nó gồm ha. Dạ dạ. Với cái cà rô có sạch. Cà rô cái sạch. Đi sao? Đi theo chú luôn không? Ừ cứ đeo theo. Ăn cơm mà không uống nước cơm nha. Ờ theo chú đi luôn. Uống nước không? Là bình thường cái người con gái lớn của cô là còn một tháng là dài dạng lần hả? Tháng dạng lần em tiền về mà tháng nó mận giúp việc cho người ta tháng được 3 triệu. 3 triệu ha. Ừ, để ngoài thai. Nó không có ngủ chưa hả con? Nó ngủ mới ít con hết. Dạ. Rồi. Hồi theo chú quay vậy. Rồi, ok ha. Nó đây ngoài chuồng. Chào coi. Chịu theo chú không? Thôi rồi, ghê không? Mấy đứa này vất vả lắm chú ơi, nhiều khi nó bệnh đi, nó quậy lắm. Môi con kìa. Mò chưa? Sao con không rửa con? Ăn nhiều đó. Con rửa. Bé này mặc áo vô coi. Lấy áo mặc vô con. Lấy mặc áo vô. Đi là... Làm tháng 3 triệu rồi vậy là tính ra tiền ăn thì uống rồi đem về chắc được 2 triệu không? Dạ, có 1 triệu rưỡi à. 1 triệu rưỡi ha. Tại vì nó chảnh ở nhà người ta rồi tiền ăn thì uống không còn nhiêu. Hậu bị đò ngoại quấn con đó. Này lần nào? Nè, nó hậu quá. Súng lại một ăn một chảo cơm bự đó. Nó ăn xong rồi cái tảng ra. Bỏ ra. Khổ quá cũng phải ráng chịu chứ. Đây, rồi. Đây, đứng dậy, ngồi xuống nè. Rồi ok, bé con tên gì? Tên gì? Rồi rồi có khi nào ngoại cảm thấy có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi dữ không? Nhiều khi cô á chỉ rồi ngoại nó bệnh trận rồi cô cũng bệnh nữa, cô cũng nằm đâu cả tuần rồi bị bệnh tiểu đường nữa, rồi tăng huyết áp nữa. Bé kia mặc áo rồi nè. Xuống con, xuống bên, xuống Vũ lấy áo cho em mặc đây. Rồi mình nấu cơm ở đây đi hả? Cô nấu cơm ở đây luôn. Rồi không thấy nắng á, thì cũng như nắng thì nấu được mà trời mưa á. Trời mưa không có thấy có gạo chưa hả? Mua hàng ngày ăn mà đi. Mua hàng ngày ăn ha. Đi gom xuống mé gì nào cho nó mát đi coi. Dạ dạ. Lấy áo mặc chào cô chú chị. Dạ dạ. Chào chú ơi. Mé này nè, chào chú ơi. Chào chú ơi con. Chào hết luôn, chào Trinh, chào Huy. Trời ơi.
Rồi đi theo chú nè. Rồi đi xuống mé xong nè. Rồi đi ra ra xăng nè nè. Đi không? Chân đi con. Đội nón lên. Ờ đi đi xuống chợ. Đi xuống sông. Đi con. Đi, đi xuống sông xuống. Đi. Dạ, rửa đây nè, rồi mình lóng nước trên này để nấu ăn. Dạ không, bởi giữ nặng lắm. Dạ. Có chừng lên có hết. Đi lên trên bờ luôn. Vậy bữa lên tắm là ngồi đó bà tắm cho đó hả? Dạ. Rồi lẹ đi. Gái gì đâu không. Nhìn coi. Là mỗi lần tắm là đêm, là đêm nay. Dạ dạ. Rồi cô giữ không có đâu làm gì hả? Vì dốc 4 giờ thì cô đi ra chợ. Mượn xe đạp nhỏ em, thằng em thứ 7 nè. Đạp ra chợ. Rồi tới 6 giờ, 7 giờ cô về làm cơm nước cho cháu nó ăn. Tắm rửa giặt giũ. Rồi cô đi làm gì bỏ mấy đứa nhà này. Tại vì lúc lo, 4 giờ thì nó còn ngủ. Từ hồi ấy giờ mẹ nó có về thường không hay là? Dạ, con nhỏ lớn thì nó một tháng nó về một lần, còn nhỏ nhỏ thì nó không có về. Nó ít có gửi tiền cho cô không? Nó làm ở đâu không biết, bây giờ không biết nó ở đâu, nó chỉ có điện thoại về, nó đi là biết làm thôi chứ còn tiền bạc thì nó ít có gửi lắm. Giờ nó có chồng mới chưa hay là chưa? Nó nói là nó chưa có chồng gì, cô cũng chưa có biết nữa. Nhỏ nhỏ có chồng mới chưa? Không, nó nói nó chưa có chồng gì, cô cũng không gạnh nữa. Sợ có chồng rồi cứ đẻ nữa đem về cho cô nữa. Dạ. Đẻ khoảng 5 đứa nó được không? Có khi nào mà cô cảm thấy nó quá khổ rồi cô buông xuôi không cô? Nhiều khi mà cô cũng suy nghĩ gì đó mà suy nghĩ lại, mình suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại. Mình thấy cho nó bỏ buông xuôi thì cháu mình nó cỡ nào nữa. Thôi chẳng thà gán vợ chồng già gán ôm đặng dịnh cháu đặng sống với nó. Này là đất của mình hay sao? Đất cô? Cái này là cũng như là của cha mẹ bên chồng, ông về chồng đó. Rồi ổng lúc mà cô đi thì ba nào cũng mấy về đây thì giờ nhỏ em nó cho miếng đất này. Nếu anh chị đó chạy dài cái thứ ngoài đó luôn. Nó chị cứ việc chừng nào anh muốn cất nhà thì chị cứ việc chị cất. Thì cô với chú là mình đi làm tha hương này bao lâu rồi mới về đây? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi? 20 rồi đó. 20 năm ha. Ở ngoài công việc chính của mình lúc trước là làm công việc gì con? Cô đi làm cá bò hả? Cá bò là làm sao ta? Xẻ cá bò hả? Mình làm công ty cá ha? Dạ. Làm trước là mình đủ sống không? Làm khoảng lương nhiêu tháng? Không, một lúc trước thì cô mần một tuần vậy đó, cũng cỡ 2 triệu mấy, 3 triệu. Rồi sau này cá nó rẻ lại, cá nó có giá 7-8 ngàn vậy đó, mần không có tiền. Một tuần mần chừng triệu mấy à. Nó là thấy gần triệu mấy giờ nuôi mấy đứa này làm sao được. Ông chú bị bệnh rồi nào? Năm nay 4 năm rồi. 4 năm rồi là cô ở đây lâu chưa? Này ở Vũng Tàu là ông bị bệnh 4 năm mà mới về đây có mấy tháng nay, 3-4 tháng nè. Mới về đây ha? Mà ở chỗ thì giờ có một mình. Trước ở chỗ trên Vũng Tàu nhà trọ sao mình nuôi được mấy đứa này? Nhà trọ thì mướn thuê cũng ở chỗ cũng hơi nới. Cũng như phòng một phòng vậy có 600 mà. 600 ha? Mà phải mướn 2 phòng. Dạ, một tháng gì đó 1 triệu mấy. Chia ngủ ha. Chia ra bên đây phân nửa ông ngoại và bà ngoại bên đây phân nửa, ông ngoại bên đây phân nửa với cháu. Lúc đó hai đứa con gái của chú của cô cũng ở chung luôn hay gì? Không, tụi nó cũng đi làm vậy đó. Chứ nó không ở chung. Sao suy nghĩ sao mà xin chi mà nhiều dữ, cô mà toàn là sinh năm 1 không như vậy. Đó, đi ngang bằng nhau không? Mới đẻ ra chừng mấy tháng có bầu nữa. Đó rồi. Thì đó. Nói mới đẻ ra thì cũng như là mấy đứa này nó không ở gần gũi với cô nó. Tới thời gian mà chồng nó bỏ nó mới trở về với cô cách đây 2 năm đó, hiểu không đó. Thì từ 2 năm tới giờ là cô nuôi nó hết. Rồi mẹ nó đi làm cũng rồi ta cũng không có tiền bạc gì luôn. Cũng như là rồi mẹ nó có biết chữ rồi không mà đi làm cô? Đứa nào cũng biết. Biết ha. Gì mà đi gì mà không nhớ con nữa. Con ơi, xình quần áo ngoại quánh con. Đó, nó nhắc hết trơn rồi nè. Thì dẫn về luôn đi. Đứa nào theo chú thì đi về. Đứa nào nói ôm chân cứ ngắt hết trơn rồi nè. Đứa nào con này hay gì? Mé này, rồi lại đây. Mé đó. Tối ngủ là mé này nè.
Không, có con nhỏ, nhỏ xíu 7 8 tháng đó là nó quậy nha. Dạ. Mấy đứa này là tốt. Mấy đứa này thì không có. Dạ. Chắc là cũng biết số phận hết trơn. Dạ. Có chị này nè nha, không có sữa là con đêm khóc. Không sữa nha. Dạ. Chị này nè. Ôi. Đó. Ừ. Chị này chị không có sữa mà chị cũng đỡ đi mà chị này không có sữa là chị không nổi. Tại vì nó chưa được 24 tháng. Lộn rồi. Mày tính nó 2 tuổi chứ chưa được 24 tháng. Có đừng quánh chị. Có. 8 năm, 7 năm nữa. Bây giờ là chỉ lo là hai đứa con gái của cô á. Nếu có chồng nữa là chắc chắn là sẽ đẻ nữa rồi đó. Nếu mà có chồng tại vì mới có 23 tuổi với 29 tuổi à, còn trẻ lắm. Mỗi lần tắm cũng cực đó mà. Tắm từng đứa. Đồ quần áo sao giặt nổi cô? Thì cũng phải chị gắng chứ sao vậy? Một ngày là cô hiểu rồi, một ngày là cô phải giặt ba cái mới giặt xong đó, phơi vừa xong. Quần áo này chắc mà người ta cho nhiều hết cô. Người ta cho. Về đây mấy đứa em nó cho rồi mấy cô nhà mấy đứa em chồng á nó mua nó cho rồi mấy đứa em dâu này nó cho. Không biết lỗi. Lên con không biết lỗi đó con. Rồi con bé này ngồi theo chú rồi nha. Té nè. Vĩnh cháu khác. Con tên gì nói? Ông chú ông bị gì rồi, ông tông đi được hả cô? Hồi giờ lúc trước thì ông ngồi chỗ không mà cách đây mấy tháng nay về đây nhỏ em nó chị đi chở đi chị bệnh á. Thì giờ cũng đi được mà điều yếu lắm. Yếu hả? Đi cũng được mà yếu. Mấy đứa này nó ăn cũng dễ ha. Ăn là... Mấy đứa nhỏ này không cho xuống giặt nước nha cô. Lên Quy ơi. Quy dắt em lên con. Ba hai rồi. Nấu chữa con quỷ. Ê Hậu. Thôi bỏ. Thôi để ngoài gì ba hai quánh á. Đừng giặt nước con. Cái tay ra. Nước ba hai xài chứ không phải gì vậy. Con nghe mặt dính cái gì kìa. Nghe chứ chuyện này cháu đâu chưa chắc nóng lắm hả cô? Nóng là tán lạc hết trơn. Giấc chưa? Tập trung ra đây hết coi. Tập trung ra hết. Ra đây con. Ra đây. Cái gì để đằng sau có xuống là mua cho nó. Dạ. Rồi xếp hàng này. Xếp vô. Đứng vô. Hàng dọc thẳng. Rồi đứng vô. Đấy, nói chuyện ông bà cô. Ra ghé, bé ra con, chạy ghé ra ngoài. Ra xếp hàng lại nè. Chạy ra ngoài liền. Chụp tờ hình nè. Chị đó chị chậm. Chị chậm ngâm lắm. Ở đây ngoài chợ đi vô đây ngoài. Ẩm em vô quá. Đứng đàng hoàng coi Hậu. Ừ. Đại gia đình. Bên đây, còn nữa. Mấy đứa này cũng có ho nè. Không gầy nó bệnh em, sốt. Chắc mưa hả cô? Mưa nó bị ho cảm. Ho sổ mũi nè. Ừ. Hút cái nước. Đó. Ừ. Đó là con của người ai? Cái này con có thằng em thứ 7. Con em thứ 7 ha. À. Bé này nó cũng gầy nè thấy không? À. Là toàn bộ thiếu. Thằng này hồi nhỏ nó bị chó, thằng này hồi nhỏ nó bị chó cắn mí mắt này nè. Mà chích thuốc ngừa mà sao nó không lớn nổi. Dạ. Chó cắn hả? Nghe đây con, chó cắn. Đứa cái gì vậy ha nghe? Rồi, đứng xi ăn ngang đi. Kệ đứng dòm lên chú à. Từng bé một nè. Cá bà gì? Con đứng qua đây, con đứng qua bên đây. Đúng không? Quá xa. Chắc ngày tối cho ngủ chung hết trơn chứ nhìn lộn quá. Con thèm ăn cô Sula lắm nè, hồi nãy quên mua cho con ha. Nữa cô ra cô mua cho dạ, ăn gì nó cô mua đi. Dạ. Đây, nhỏ này lại đây nè, đi. Đi theo chú nè. Đứng lên con, đứng lên. Đứng lên con. Chân đứng à, lên. Đứng lên chân. Đứng lên nè. À. À, đó. Đại gia đình nè. Viên đứng lên. Rồi, xích vô nè, chụp tấm hình cho cả gia đình nè. Chụp gia đình, chụp hình con. Rồi, đứng lên. Gia đình coi. Xét vô. Đại gia đình nè. Đứng lên. Những ngôi nhà đúng là ngôi nhà bây giờ mà còn có ngôi nhà đó ha. Dạ. Chụp lại nó nóng, ni lông mà gặp nóng. Nóng quá. Nhà đó nhà của ai? Nhà đó thằng nhà em ghế thứ tư. Dạ. Nhà là gì đó hả? Chính đứa bé nằm trong cái ngôi nhà mũ. Rồi tối mấy đứa nhỏ nó ngủ trên chổng rồi trời cô với chú chắc nằm võng hả? Không, cô gửi bạn chị nãy là mà hai đứa gửi bên chú 7 nó rồi gửi bên chú 8 nó. Rồi còn nhiêu rồi lại ngủ với cô. Dạ. Dạ ngủ. Chắc gì là tối chú ngủ võng hả? Ông nằm võng gì không? Trời ơi. Bây giờ đi chặt quá, đâu có chỗ đâu đi không được. Không đi đái cũng khó. Suy nghĩ mà đến nỗi là hồi đó suy nghĩ là cô có nhiều cháu gì không? Hồi đó mình đâu suy nghĩ có cháu nhiều đâu.
giờ cô gắng nuôi đi để 15 tuổi lên là cô khỏe rồi. Dạ. Bé 1 tuổi hay có bự gì đâu. Có bự đi đâu mà sao khỏe được. Cô muốn khỏe là 15 năm nữa. Dạ. Chị này chị bự thì còn mấy anh này. Còn nhỏ khoảng cỡ 12, 13 năm nữa là được rồi, là nhờ nhỏ trước rồi. Bự rồi. Nhỏ này là đi lấy Hàn Quốc. Hàn Quốc nhớ gửi tiền về cho bà ngoại nha con. Rồi thôi thì mình cần qua tới thăm cái đứa bé cũng qua chia sẻ cho người xem nha. Rồi thôi. Dạ cảm ơn. Chào đi con, chào. Đứng lên chào lẹ đi, đứng lên chào. Khỏe nha. Rồi, giỏi quá. Lớn nha. Dạ đi con.